Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại nhà thám hiểm. Hiện tại thì mình đang ở nhà của cái bác tên là Gatekeeper. Hiện tại thì bác ấy ngủ rồi, để mình kêu bác ấy dậy cái đó. Bác ơi, giờ cháu rất là cần bác luôn. Tình hình là mình có 3 cái chìa khóa ở trong cái công trình hôm qua á, nhưng mà mình đang thiếu một cái. Thế nên mình phải bắt buộc lại nhà của bác Gatekeeper để mình mua thêm mới được. Đó, sau khi mình khám phá thì nó mở ra thêm một cái vật phẩm trao đổi cho từ bác ấy nè, mình có thể mua ha. Đấy, giá thì rất là rẻ luôn. Và mình mở được cái thành tựu kiểu như là có đủ 4 cái chìa khóa của cái công trình á. Thế nên bây giờ thì mình đã có thể trở lại đó để mở ra cái ổ khóa ở trên tầng cao nhất của bà phù thủy rồi. Mình không biết là trên đó có cái gì nữa. Giờ thì về nhà qua bên thế giới đó để kiểm tra ha. Cái cánh cổng này á, nó tên là Everbright. Còn cánh cổng màu hồng hồng này tên là Everdown ha. Hai cái tên khác nhau nhưng mà nghĩa nó thì khá là giống nhau. Cái này hình như là mãi mãi nè, còn cái này là vĩnh viễn hay sao ấy. Mình dịch Google nó ra vậy. Rồi giờ thì trở lại bên thế giới Everbright thôi. Qua đây nó hơi lắc. Và mình vẫn phải mặc cái bộ giáp này nè, để cho nó có sức phòng ngự tốt hơn ha. Cũng như là mình sẽ làm luôn một thanh kiếm màu giống như là cái áo giáp luôn. Sau khi nhặt từ cái công trình nè, thấy nó có 5,5 sát thương thôi đúng không? Nhưng mà sức tấn công của nó thì không thua gì cái kiếm kim cương của mình đâu. Tại vì bên đây thì mình bắt buộc phải sử dụng đồ đặc trưng á thì mới có thể mạnh được. Mình sẽ test thử đánh cái con cừu đi. Con cừu mình đánh một cái. Đó, mắt có một trái tim rưỡi à. Còn dùng cái kiếm này đấy, đánh mất tới 2 trái tim nè. Một, đúng không ta? 3 trái tim luôn. Quá ghê. Nó xịn hơn hẳn liền. Mặc dù nó chỉ có 5,5 sát thương thôi. Ok, giờ thì mình sẽ trở lại cái đó là gọi cái tòa tháp đi ha. Cái tòa tháp phù thủy hôm qua thôi nào. Mỗi lần qua đây là phải đào block các thứ các kiểu để trèo lên chứ không gì hết trơn á. Hôm qua trèo một lần rồi, chắc hôm nay trèo tiếp đi. Lần sau là làm hẳn cái cầu thang luôn nha, chứ không có trèo như vậy nữa. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đi lên trên này, lên tầng cao nhất luôn, để mình mở cái ổ khóa á. Không biết mở ra nó sẽ cho mình cái giống gì nữa. Mong là một cái đồ gì đó xịn xịn một xíu. Đi lên chóng hết cả mặt luôn, tại vì đây là cái kiểu cầu thang xoắn á. Trời đất ơi, nó cao chưa kìa. Đây, tới nơi rồi. Giờ thì mình sẽ kích hoạt lên ha. Mình sẽ cho 4 cái chìa khóa vô. Bùm. Ủa? Ôi. Ôi không, nó dẫn mình tới chỗ của Summoner. Cái này là chỗ boss. Ui, lắc. Ghê bay. Mèn đất ơi. Không ổn, mình phải ăn táo vàng vô. Cái tên pháp sư này mạnh quá. Đàn em của nó cũng mạnh nữa. Ui, trời, những con golem này được tạo ra từ phép thuật của tên phù thủy kia. Thì ra hắn ẩn nấp ở đây. Và hắn còn biết dịch chuyển để né khi mình áp sát nữa nha. Ui, mặc dù mình đã sử dụng kiếm chuyên dụng rồi đó, nhưng mà đánh mấy con này cũng rất là lâu chết. Rồi, áp sát để giết tên phù thủy mới được. Đấy, hắn liên tục dịch chuyển để né mình. Dịch chuyển đi đâu. Người đánh ta thì ta cũng sẽ đánh người để trả thù. Căng rồi. Những tên golem đánh đau quá. Hơi khó cho mình rồi. Mình không biết mình có dùng cung mình bắn được không nữa. Và có một cái nhược điểm là khi hắn niệm phép thì hắn sẽ không có chạy được ha. Nên lúc hắn niệm phép thì mình sẽ áp sát để đánh. Rồi coi. Đó. Lúc hắn giơ tay niệm phép là mình sẽ áp sát ha. Là mình có thể combo hắn liền. Công việc của mình là vừa né tránh và vừa phải tấn công hắn nè, nên rất là khó luôn. Ui, hắn còn làm phép nhấc bổng mình lên nữa cơ. Trận chiến này mình không biết là mình có thắng nổi hay không nữa.
tên này tới 350 máu lận, nãy giờ mình đánh mới có 100 máu thôi. Trận chiến này hơi khó cho mình rồi. Vũ khí không được được mạnh á, nên đánh rất là lâu luôn. Thôi xong rồi, chiếc này chắc mình đi chân mình lạnh toát rồi. Không được, mình phải trở về với em rồng của mình. Vì em rồng, mình sẽ chiến đấu hết sức. Chạy được nào, tên pháp sư kia. À, nhịn người cũng hơi lâu rồi đấy. Phải ăn thêm táo để có thêm sức mạnh. Rồi, niệm phép hả? Ui, hắn hồi phục, cái gì? Hồi phục máu lại rồi. Mình đánh đã không có tốn nhiều máu mà hắn còn hồi phục nữa. Trời đất ơi. Dịch chuyển liên quan. Dịch chuyển hả? Đợi đấy. Sấm xét hả? Khốn kiếp thiệt. Đây là tên pháp sư khó nhai nhất từ đầu game tới giờ mà mình phải trạm trán nè. Rồi thôi xong mà hết táo vàng là chắc mình không trụ nổi đâu. Cố lên nào. Đấy, hắn lại hồi phục. Khi mà máu hắn dưới 100 là hắn sẽ bắt đầu sử dụng phép hồi phục của hắn á. Hồi phục đi. Ừ, ngươi niệm phép mình sẽ combo á. 60 máu cuối cùng. Cố lên. Ừ, niệm phép đi. Ta sẽ chịu đấm ăn xôi. Ui dù. 11 trái táo cuối cùng nha. Mình không có còn nhiều cơ hội để giết hắn đâu. Cho ta chặt đi. Trời. Mấy con cũng làm không kiếp. Chủ nhân, các ngươi sắp bị ta cho vô nồi rồi. Các ngươi đợi đấy. Ừ, niệm phép. Chạy đâu. Gần được rồi. Cố lên nào. Đó, thấy chưa? Ăn dịch chuyển liên hoàn. Phản xạ không nhanh là sắp mặt liền đấy. Dịch chuyển hả? Để coi ngươi hồi máu được bao lâu. Hắn còn có 100 máu thôi. 35 máu cuối cùng. Cố lên nào. Ừ, và mình cũng phải để ý máu của mình nha. Chứ mình lo đánh hắn mà mình không để ý máu mình là mình chết khi nào không hay đấy. Ui, hắn đẩy lùi mình. Bây giờ hắn yếu lắm rồi nên hắn chỉ biết chuồn thôi. Chuồn hả? Chuồn cái gì? Ngươi đánh ta chưa đủ hay sao mà ngươi định chuồn? Bây giờ ngươi dịch chuyển gặp khỏi tòa tháp thì may ra. Hắn dùng phép hồi phục lại cơ. Rồi, cố lên. Lần này là khô máu luôn. Ngươi niệm phép đi. Ừ, niệm phép nè. 100. Cố lên, mình gần làm được rồi. Hắn hồi phục nữa, đừng. Hồi phục. Liều luôn. Không ăn táo. Ừ, phải ăn táo thôi. Mình định đánh hắn luôn á, nhưng mà mình phải áp sát lẹ, không là hắn lại dùng phép hồi phục tiếp á. Cố lên một cái nữa. Rồi, hắn hồi phục cực kỳ. Hồi phục hả? Đâu rồi? Phép hồi phục hắn hồi nhanh quá. Ê, máu của mình gần hết rồi. Hồi phục cái gì? Hồi phục. Dịch chuyển đi đâu? Nó, hắn lại hồi phục rồi. Cay quá. Ui, gần chết rồi. Đừng mà. 14 máu, 8 máu, 8 máu. 8 máu, đừng. Đừng để hắn hồi phục. 3 máu. Yes. Thành công rồi. Yeah. Và coi kìa, thanh kiếm của mình đánh hắn xong chỉ còn có 7% độ bền thôi. Cái kiếm này gần hư mất rồi. Trận chiến này đã lấy đi rất là nhiều táo vàng của mình, nhưng mà đánh đổi lại thì mình có thể có được những cái vật phẩm từ hắn. Đầu tiên là một cái túi. Túi lướt đồ nè. Và một cái trophy ha. Ôi, sao gớt rồi. Mình sẽ cất cái trophy này. Cái này là một chiến lợi phẩm rất là xịn của mình. Phần thưởng của mình đó. Cái loot bag này mình sẽ summoner loot bag. Nó cho mình đồ nè. Một cái phép thuật hay sao á. Kỹ năng. Nó cho mình cải thiện 15% cái tốc độ di chuyển nè. Wow. Một cái Aquas Gemstone dùng để làm áo giáp á. Một cái thì không có đủ làm áo giáp đâu. Star Flare dùng để làm một cái bàn gì đó. Cho mình một cái vũ khí mới luôn. Yeah. Cái này thì có 4 sát thương ha. Cái này ném được. Cái thương này ném đã lắm luôn á.
Được được, ném xong nó hồi về mình luôn, 8 sát thương khi ném. Quá tuyệt vời. Còn mấy cái linh hồn này, Moon Moonstone sát. Moonstone làm được thương nè. Ồ, ra là vậy, ra là vậy. Những cái thứ nhặt được trong đây thì mình sẽ cất vô ba lô ha. Ngoài ra thì nó còn cho mình một cái đĩa nhạc gì nữa cơ. Ghê đấy, ghê đấy. Rồi, giờ thì nó lại có thêm một cái chỗ này nữa. À, tức là mình phải mua thật là nhiều những cái chìa khóa để mình đánh tiếp những cái con boss đó. Ồ, tính ra là cái này nó sẽ nối tiếp nhau hoài. Mình còn phải vượt qua thật là nhiều boss hay sao á. Chắc mình phải về nhà để mua thêm chìa khóa thôi, chứ bây giờ mình hết chìa khóa trong người rồi. Ui, cái này không có đường. Ui, tôi xong rồi, nó không cho mình đường ra hả? Kìa, cho tôi ra. ra được rồi. Để mình đi về nhà mình mua thêm chìa khóa rồi quay lại đây sau á. Này, chơi lớn nha, cho mua sạch. Mua sạch luôn. 1, 2, 3, 4. Ơ, hết rồi. Vậy là bị giới hạn. Bác này cũng cần phải có thời gian để nhập thêm mấy cái chìa khóa này về bán á. Chắc vậy rồi. Mua được lần có 4 cái thôi à. Ok, 4 cái thì chắc đánh thêm được một cái con boss á. Hôm nay là một ngày mình sẽ dành riêng để đánh boss thôi. Và cái áo giáp màu hồng nam tính này nó cũng gần hư mất rồi. Chắc là mình dùng tạm thôi chứ biết sao giờ. Tại vì mình thấy nó khá là tốt ha. Ngoài mua thêm những cái chìa khóa thì mình còn phải chế tạo thêm những cái táo vàng nè. Đây là một thứ rất là thiết yếu khi mà đánh công trình ha. Và mình sẽ tiếp tục mở thêm một cái ổ khóa này để coi nó dẫn mình tới đâu. Ủa? Ồ, nó cho mình đi về hả? Đúng không ta? À, khi mình ấn vô thì nó sẽ cho mình đi xuống tầng dưới, chứ nó không có lấy đi chìa khóa của mình. Ra vậy. Ra là vậy. Để bây giờ mình sẽ thử dạo quanh ở đây coi coi nó còn có cái tòa tháp hay là một cái dạng công trình gì khác giống như vậy hay không á. Mình thấy đánh những con boss khó như vậy thì khá là hay luôn. Luyện tập mình khả năng chiến đấu rất là nhiều. Ồ, phóng trúng là nó sẽ hồi hồi cái cây giáo của mình liền. Ghê ghê ghê, cái này tấn công hơi bị xịn á. Không biết là nó có cường hóa được không ta? Ồ, được cường hóa luôn nè, sửa chữa nè. Xuyên thủng luôn, nó giống như cái cây đinh ba vậy á. Wow. Hấp dẫn nha, một cái vũ khí tấn công tầm xa mới của mình. Quá là VIP luôn. Có vẻ mình không có duyên với bên thế giới Everbright rồi, nên mình sẽ về nhà để coi coi. Mình hoàn toàn có thể ép được bằng cách là cường hóa ha. Ý gì thì ngon quá. Mình sẽ enchant thử dòng xuyên thủng coi. Coi nó có cho gì mình thêm không. Lòng trung thành và chậm ẩm luôn. Tuyệt cú mèo, như vậy thì mình có thể xuyên thủng cấp độ 4 là hình như mình đâm qua được khá là nhiều con đó nha. Tốt quá, tốt quá. Vậy thì còn gì bằng nữa. Cái nón của mình hiện tại nó hư cũng kha khá rồi. Mình sẽ coi coi mình còn một cái nón kim cương nào tốt tốt không. Nó chưa có chậm hỏng đúng không. Mình sẽ lấy cái nón nào có chậm hỏng. Cái nón nào có chậm hỏng ta. Cái này đây 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 đây, bảo vệ 4 luôn, chậm hỏng rồi hô hấp nữa. Ép lại với nhau thì chắc là sẽ ra một cái nón bá cháy luôn đấy. Được được được. Mọc sách. Dục vô đây. Tốn 12 level lận, hơi mắc. Nhưng mà đầu tư cho một cái nón xịn thì rất là xứng đáng á. Đây, như vậy thì cái nón mình sẽ nâng lên. Ủa sao nó không có bảo vệ 5 ta? Kỳ vậy. Bảo vệ 4 với bảo vệ 4 mà nó không lên được bảo vệ 5 nè. Hơi lạ nha. Kỳ cục kẹo thiệt. Mình sẽ thử, mình tách cái này ra. Mình ép vô thì sao? Tốn 13 level. Thử. Nó không lên được bảo vệ 5. Oh man. Nó không lên nổi bảo vệ 5. Chắc mình phải đổi nón thôi. Cái nón mới nó có thêm vòng trọng hỏng nè, và độ bền thì nó cũng nhiều hơn á. Tiếc vậy, mình cứ tưởng ấy chứ. Trời đất ơi. Thôi kệ, không sao. Và trong chuyến khám phá ngày hôm nay thì mình sẽ gắng tìm thêm những món đồ có dòng sửa chữa nhá. Lần trước mình đi khám phá, mình gom đồ về thì trong đống đồ này
Nó không có cái dòng sửa chữa mấy khổ này. Không có cái nào luôn. Nên chuyến khám phá hôm nay thì mong rằng mình có thể kiếm thêm được những cái món đồ có dòng sửa chữa để mang về và ép vui một set đồ có sửa chữa ha. Lúc đó thì xài đồ nó không có sợ hư nữa. Từ chỗ này khi mà nhìn qua bên kia thì lần trước mình thấy có một cái con thuyền hay sao. Đó đó, chính xác chính xác. Không biết cái thuyền này là cái thuyền hải tặc hay là thuyền... Ồ, có vẻ là thuyền hải tặc rồi. Có hình đầu lâu xương chéo kìa. Tới công chuyện nữa. Lâu lắm rồi đó. Từ ngày đầu tiên bước vào hành trình thì mình mới quay trở lại những cái con thuyền giống như vậy. Và đây là thuyền của những cái con xương á. Hình như cái thuyền này thì có một lần mình đã từng đánh chiếm rồi hay sao ấy. Nhưng mà lần đó thì mình đánh chiếm hơi cực. Tại vì lúc đấy thì đồ đạc rồi giáp của mình nó còn khá là yếu ha. Không biết lần này thì nó có khác biệt gì không. Rồi, chắc mình sẽ đi từ... Ôi, cái gì căng vậy? Nó cưỡi cá heo lên, nó gõ vô đầu mình một cái. Mất cả đống máu kìa. Lâu lâu rồi lấy con xương này láo gì ta. Người láo. Láo nháo hả? Đây. Cái cây thương của mình nó phóng khá là dữ ha. Ngươi xuống nước đi. Phóng người luôn chứ người láo nháo hả? Quá dữ. Có vụ cái mới chơi đã ha. Đấy, cứ vậy mà kéo rỉa thôi. Mình thử ở đây mình phóng coi. Ui, phóng một. Nó. Ui, nó thấy mình không vậy? Hình như nó không thấy mình. Này thì không thấy hả? Nó thấy rồi. Ui, con đó cũng tinh mắt đó. Giờ mình là dân chơi rồi, nên mình vô mình đánh với tên cầm đầu trước nha. Mấy tên kia không đánh đâu. Đánh với mỗi tên cầm đầu thôi. Tên này vẫn láo tét như ngày nào. Lúc trước vẫn là ta. Với người một một mà. Bây giờ thì vẫn vậy thôi. Đánh tên này thì không quá khó ha. Rồi, xử hắn xong rồi. Mình chú ý là mình lấy đồ của hắn trong những cái rương này thôi nè. Ồ, lần trước thì hắn chỉ cho mình Ngọc Ender, lần này hắn cho cả mắt của Ender luôn ha. Ngon. Và này thì có thêm một chút đồ nữa nè. Cũng không quá tốt. Nói chung thì cũng tạm thôi. Chứ không có xịn lắm ha. Ngoài ra trên đây nó cũng còn có rương nữa nè. Đấy, có thêm mình chút sắt. Ui, bắn đầu vậy mấy cưng. Thôi, mấy cưng là nhất. Mấy cưng là nhất được chưa? Xin lỗi. Dùng vũ lực đôi lúc cũng không có là một cách tốt ha. Coi kìa, nó bắn mình kìa. Khác gì con nhím đâu. Con nhím biết bơi xuồng. Thôi nhịn hơn xíu đi. Để còn đi khám phá tiếp chứ. Cụ nhây mà hồi vừa hư giáp mà đồ nhặt được thì nó cũng không quá xịn ha. Rồi, giờ thì mình sẽ có một cái chuyến đi vô cái cánh rừng nhiệt đới này. Tại vì trong cánh rừng này thì mình nghĩ tỷ lệ cao là mình sẽ gặp thêm những cái ngôi đền đó. Rừng nhiệt đới mà. Để coi dự đoán của mình có... Cái giống gì vậy? Hình như đây là cây ăn thịt người. Ôi, nó cút xuống kìa. Cây ăn thịt người nè. Đó, nó mổ mình coi. Nó mổ đau lắm. Mổ nè. Cây ăn thịt người hả? Này thì cây ăn thịt người. Nhú gà. Mình không khéo là nó bỏ mình vô bụng nó rồi. Những cái cây ăn thịt người này nguy hiểm thật. Mình có thể làm được một cái túi ha. Và cái này thì mình có thể trồng ở trên cỏ. Wow, cái này có thể trồng luôn á, được. Mang về mình trồng thử coi sau này nó có bảo vệ nhà mình được không. Dù sao thì cái nhà của mình ban đêm cũng rất là nguy hiểm. Rất dễ bị những cái con zombie rình mò xung quanh. Mình sẽ thử trồng một hàng cây ăn thịt người coi nó có phòng thủ cái xung quanh nhà mình hay không ha. Đó là một ý kiến rất là hay luôn. Và nhìn xa xa trên bản đồ thì hình như phía trước mình đang có một cái ngôi làng thì phải. Để mình thử qua bên đó mình thám thính thử coi có phải hay không. Chính xác. Lại là một ngôi làng. Không biết mấy bác có chào đón mình hay không nữa. Không chào đón thì mình cũng vô thôi. Mình chai mặt rồi. Bản đồ trống. Dưa muối biển. Có bé mèo nữa nè. Ui, hên quá, mèo trong làng không có bị dính bùa cà giật.
Chứ con mèo bên bên thế giới Everbright trong cái tòa tháp á, nó dính cái bùa cà giật của tên phù thủy tội nghiệp lắm. Cà giật miết à? Ờ, cái này là nhà gì đây? Có rương không? Ủa, không, nhà này không có rương. Hình như ngôi làng này không có những bác thợ rèn rồi. Cái này là chiến binh hả? Ờ, chiến binh. Không có bác thợ rèn. Ui, bản đồ khám phá. Spawner Dungeon. Cái này được bản đồ này. Dẫn mình tới một cái dungeon gì đó. Chắc mình phải đi đào một chút đá đỏ để mình mua quá. Tại vì mình chỉ có ngọc lục bảo chứ mình không có đá đỏ ấy. Để đi xuống dưới lòng đất xí. Ui, lắc. Đi đào mỏ cái nhẹ mới được. Kiếm thêm redstone. Chắc chuyến sau đi khám phá mình sẽ bỏ túi thêm chút vàng với redstone và cả sắt luôn ha. Khi nào cần mua bán với những bác dân làng thì mình có mà còn dùng nữa. Lần này mình chuẩn bị thiếu mất tiêu rồi. Ủa, sao dưới lòng đất lại có gỗ đâu đây nữa vậy? À, có một cái công trình ở đây luôn. Có zombie nè. Mình sẽ tiêu diệt những con zombie và đập làm spawn để coi. Trong rương có gì? Quá là đông luôn nha, hơi đông nha. Càng đông càng vui, túm lại đây. Sao không? Đó, càng đông càng vui. Rồi, hai con cuối cùng. Có hai cái rương lận. Ồ, cái đây còn có cái hang to nữa. Lại là trứng rồng à. Không có đồ gì giá trị hết. Làm mừng hộp mất tiêu. Rồi, qua đây thử nè. Ui, trong hang còn nhiều zombie lắm. Zombie không? Tầm này zombie thì mình sẽ không cần farm đâu. Mà mình cần redstone hơn. Redstone với cả là sắt đúng không nhỉ? Tại vì mình cần làm cái la bàn. Ú, cái anh Goblin. Trao đổi xẻng hả? Thôi, không trao đổi đâu. Mình đã có sắt rồi, giờ thì tìm redstone thôi ha. Cái hang này khá là rộng luôn. Con zombie nó rên một phát là nghe liền à. Không biết nãy nó rên nó khúc. Ôi, ai bắn lén. Người thích bắn lén không? Ú, đặt nhầm cái giường xuống rồi. Ok, nó tự bắn mình, nó tự chết luôn rồi. Cái áo giáp gai đôi lúc cũng có lợi ha. Ờ, đằng kia là cái khu mỏ bỏ hoang kìa. Nhưng mà bây giờ mình cần redstone. Sao mình cần cái gì là y như rằng thứ đó nó khan hiếm luôn á. Bơi thuyền ở dưới lòng đất nó mới chết. Bơi thuyền trên mặt đất là thường rồi. Giờ mình xuống lòng đất mình bơi luôn ha. Để mình lạng vài vòng coi có redstone không. Ừ, đây rồi. Cuối cùng cũng tìm ra nó. Mình có. Mình đang dùng cup vein mining mà. Đây rồi, đào hết rồi nè. Yeah, 23 redstone. Quá nhiều luôn. Đủ chi tiêu rồi. Giờ sẵn tiện mình gặp cái khu mỏ thì mình sẽ đi lanh hoanh coi có tìm được cái rương. À đây nè, có xe mỏ chứa rương luôn. Cho mình đó, đồ cũng không có giàu. Đúng nhỏ thì chứ. Hôm nay có vẻ mình không có duyên với những công trình dưới lòng đất rồi. Chắc mình sẽ đi lên quá để mình mua cái bản đồ riết rồi chúng ta còn trở lại chuyến khám phá nào. Ui gì đây? Ủa sao mình nghe tiếng con phantom ta? Ủa bác chân làng đâu rồi? Sương. Trời ơi, mấy bác chân làng vô nhà đi. Đi lung ta lung tung. À đây bác này. Mình cần phải làm một cái La bàn. Đây. Lấy ngọc lục bảo trong túi ra nữa. Mua thôi, mua lẻ. Để cho bác ấy đi ngủ nè. Các bạn cho vô đây. Rồi, vậy là mình sẽ được một cái bản đồ dẫn tới một cái dungeon ha. Quá ghê. Rồi sau khi mua thì bác ấy có mở thêm những cái giao dịch khác không? Ồ, giảm giá hả? Thôi không mua thêm đâu. Mua cái đủ dùng mà. Hình như hôm nay là một đêm trăng máu nữa. Rất là nhiều con phantom trên trời kìa. Ôi chuồng. Quánh bài chuồng lẹ. Gầu không chuồn được rồi. Nó thấy mình hay sao rồi. Ồ, mình đang đi.
Cái này là bản đồ đi về hướng Tây hả ta? Đi ngược hướng hả? Mình ngược, quay xe. Mình phải quay xe lẹ trong trong đêm luôn. Đi về hướng Tây một xíu nữa thì mình sẽ tới cái dungeon trên bản đồ ha. Gần tới rồi. Một xíu nữa thôi. Nhưng mà bây giờ làm sao để đi lên nè? Mò đường lên nữa. Trong rừng đôi lúc thì cái đường đi nó khá là chông gai ha. Thứ nhất là cây nhiều nè. Thứ hai quái cũng nhiều nữa. Với phải tính ra cái dungeon này nó kế bên ngôi làng luôn ấy. Là mình mất công mình đi chứ. Cái gì hồi nãy mua xong mình chuồn qua đây là tới luôn rồi. Nhưng mà không sao. Bây giờ mình cũng đã trở lại rồi. Ủa sao nhiều cây ăn thịt vậy? Né né nó đang xếp. Rồi tới luôn. Đó là một chỗ của những tên cướp dân làng hay sao ấy. Spawner Dungeon, mình tưởng đâu là một cái công trình gì to lắm. Ai về đây là chỗ cướp dân làng mà trong rừng. Ui anh bạn à, lại anh nữa hả? Sao lần nào tôi lại đây cũng gặp anh vậy? Anh đi ra anh quýnh tiếp tôi nha. Rồi, mình đã giải cứu xong anh dân làng rồi. Lại là những cái tên cướp dân làng này nữa. Mệt mỏi ghê. Lần nào trở lại đây cũng đánh nhau với mấy anh này phát chán luôn ấy. Mà đã lỡ tới đây rồi nên đánh luôn chứ biết sao giờ. Có tên cầm cờ nữa. Hình như đánh tên này xong thì mình sẽ có cái hiệu ứng điểm xấu cơ. Mình không nên vô những ngôi làng nữa ha. Nếu không sẽ kéo cái cuộc xâm lược tới ngôi làng là không tốt tí nào. Và mình có thể giải hiệu ứng này bằng cách uống sữa không ta? Để một xíu về mình sẽ thử. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ tìm đường vô trong để mình loot đồ cái đó. Không biết là cướp làng trong rừng nó có giàu hơn là cướp làng ở đồng bằng hay không nữa. Rồi luôn đó, nhìn cái đường là thấy hiểu số phận của cái công trình này rồi. Chắc cũng nghèo gách mồng tơi chứ gì nữa. Ui dồi ôi. Mình nghĩ nó còn nghèo hơn cướp dân làng ở đồng bằng ấy. Trong rừng trong cú mà. Sao mà giàu nổi. Kìa thiệt. Nghèo lắm luôn. Thứ giá trị nhất chắc là mấy cái bình kinh nghiệm này quá. Trời ơi, làm mình tốn công mình đi tìm cái bản đồ này. Mua bản đồ này. Hay à. Cũng là một bài học xương máu khác. Thôi chắc đổi hướng khám phá luôn đi. Đi qua hướng Bắc luôn đi ha. Hồi nãy đi về hướng Đông rồi, giờ đổi sang hướng Bắc luôn. Không biết là có đổi vận may hay không nữa đây. Sau khi vượt qua cánh rừng vào một cái chỗ ngọn đồi hoa á, thì mình đã đi tới một cái cánh rừng mới nhưng mà nó màu tím mộng mơ. Bên cuộn màu tím gặp khu rừng này là hết sạch. Ủa cái gì sao tự nhiên có cuộc xâm lược vậy? Mình đâu tới ngôi làng nào đâu. What the hell? Cái quần đùi gì vừa xảy ra vậy? Rõ ràng đây là cánh rừng mà. Cánh rừng này tên là Jacaranda ha. Trời đất ơi. Mình không hiểu tại sao mà kích hoạt cái cuộc xâm lược luôn. Mình không biết gì đâu nha. Mình chạy trước đi. Mình không muốn ở đó đi. Để ăn hành đâu. Mình còn chưa khám phá được cánh rừng này nữa. Và công nhận cánh rừng này màu tím quá trời luôn nè. Tím lè, tím lét luôn. Đang xen vào những cái cây tím là những cái cây tre ha. Cũng được đi. Rồi. Ra khỏi cánh rừng thì mình sẽ tới một cái cánh đồng cỏ vàng. Quá dữ luôn á chứ. Hôm nay mình cũng tìm được một vài vùng đất mà có địa hình rất là đẹp luôn. Đằng kia còn có ngôi làng nữa cơ. Mà bây giờ mình hết hiệu ứng điểm xấu rồi, chắc mình vô ngôi làng được á. Xa xa còn có chỗ gì nữa cơ. Sao tới hồi thiệt, tới hồi không thấy công trình mà tới hồi gặp một phát là cả đống công trình luôn. Mình sẽ khám phá lần lượt đi ha. Không biết công trình này là công trình gì đây mà có cái lồng đèn xanh xanh kìa. Cái này hình như là lồng đèn linh hồn. Dẫn mình xuống lòng đất hả? Ghê vậy. Rương gì đây? Lời nguyền biến mất. Ok. Mình sẽ thử xuống đây coi. Nhìn cái này quen lắm. Giống như một cái dạng công trình gì lúc đầu game mình từng đi vào thì phải. À là nó đó. Công trình này mình đã từng khám phá rồi. Đồ thì nó không có giàu ha. Nên chắc mình sẽ không khám phá lại nữa đâu. Cái gì mình đã từng khám phá rồi thì mình sẽ hạn chế khám phá lại đi ha.
Trừ một số công trình mà có đồ dầu á, thì mình nên khám phá lại. Phía xa xa mình thấy có cái ngọn khói, không biết là của ngôi làng hay là của cướp làng đây nữa. Mà thường thường thì có khói thì chắc là cướp làng đó chứ không phải làng đâu. Để mình qua mình kiểm tra lại một cái cho chính xác ha. Ui, cướp làng này màu tím luôn hay sao á? Đúng rồi, nó ở trong cánh rừng tím nên nó xây căn cứ cũng màu tím luôn. Mấy tên này láo. Mấy tên này láo. Láo tét hả? Láo tét, vô đây. Một mình ta chấp hết luôn. Vô đây. Kinh nghiệm xương máu ăn hành ở dưới địa ngục rồi. Các ngươi không có cái nghĩa địa gì đâu. Không sợ. Nhưng mà công nhận số lượng của mấy tên này đông thiệt. Và cái kết sau khi khám phá là chắc chắn là không khác gì con nhím rồi đó. Nhưng mà mình sẽ chịu khó. Không sao hết. Cố lên. Làm nhím lâu lâu làm con nhím cũng không sao đâu. Hung dữ nè. A few moments later. Trời đất. Nó bắn mình bấy nhảy luôn á, không chơi nữa đâu. Chơi lỗ giáp quá. Cho đồ dởm mà nó bắn hư giáp người ta hết. Vậy thì phí lắm. Chạy qua đây đi. Té. Xung quanh cái chỗ căn cứ của chúng còn rất là nhiều tên lính gác nha. Mình mà lẻng phẻng qua đó là nó bắn chết hay. Phía bên đây thì mình thấy nó có một cái cây nấm cổ thụ nè. Rất là to luôn. Wow, đằng xa xa còn có công trình gì nữa kìa. Ngôi làng nấm. Quá dữ luôn á. Cây nấm, đây là cây nấm to nhất từ trước tới giờ mà mình thấy nè. Lắc máy. Để coi nó có lòng spawn nha. Chắc là có quái nữa đó. Ủa, có rương nữa kìa. Quay, bình tĩnh. Có xương. Ripper đi ra chỗ khác đi. Rồi luôn, nổ banh chành luôn rồi. Nó bắn mũi tên làm chậm, mình không chạy nổi luôn á. Sắp. Nghỉ hồi sinh nha cưng. Nó đổi cái đầu slam kìa, nhìn mắc cười thiệt con xương. Này thì con cung này chuyên bắn làm chậm. Xong, mình đã giết được nó rồi. Bây giờ thì mình sẽ nhảy lên đây, ba cua lên. Để coi trên này nó có gì ha. Đây là cái rương chứa bóng chất nhờn. Cúp các thứ. Nói chung thì đồ cũng bình thường à. Nhưng mà nó vẫn còn đường để cho mình ba cua đi lên trên nè. Mình sẽ coi hướng nào đi lên trên nữa. Hình như hướng bên đây. Đó. Lên đây thì hết đường rồi. Nó chỉ có vậy à. Hơi tiếc nha. Không biết là nó có đường đi xuống lòng đất không nữa. Hình như không hay sao á. Như vậy sau chuyến khám phá ngày hôm nay thì cơ thể của mình đã 2 lần biến thành con nhím rồi. Nói chung thì ăn hành khá là nhiều ha. Ngoài ra thì mình còn phát hiện được một cái cây nấm đại thụ nè. Và một ngôi làng nấm kế bên nữa. Không biết là bên ngôi làng đó có gì đặc biệt hay không. Chuyến khám phá sau thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ha. Đồng thời thì mình mong rằng mình sẽ sớm kiểu như là tìm thêm, mua được nhiều chìa khóa hơn để mình khám phá tiếp ở bên cái cánh cổng còn lại ha. Mình còn một cánh cổng chưa khám phá mà mình đang rất là hào hứng luôn. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.